Xem là tôi đang record. Ok. Rồi. Hôm nay thì trước khi vào bài mới thì cô sẽ chữa bài nhá. Hôm qua cô bảo các bạn là về nhà làm bài cho cô mà cô thấy mỗi Gia Huy nộp bài cho cô thôi. Cô con vừa mới nhớ ra vừa mới làm xong rồi không kịp của. Đấy, thế là cô bảo là phải ghi chú vào giấy vở ấy để mình làm ấy, chuẩn bị trước khi mình vào lớp học hôm nay ấy, là mình ấy cho cô một một chút cũng không sao, lúc sau cô kiểm tra cũng được, quan trọng là để cô xem là các bạn có làm không, với cả các bạn đang mắc ở đâu ấy, viết sai ở đâu. Thì cô đang xem bài của bạn Gia Huy ở đây thì cô có một số nhận xét, nhưng mà hôm nay Gia Huy vào chưa nhỉ? Gia Huy chưa vào ạ? Thôi được rồi, để cô cho các bạn xem đáp án của cô đã. Cô giải thích luôn nhé, tại vì là có một số bạn không hiểu lắm. Ở trong cái bài một này các bạn có thể so sánh đáp án với cô, xong rồi thì cô sẽ rồi hỏi cô xem là cô sẽ hỏi là các bạn làm được bao nhiêu câu đúng ở trong cái bài này. Đây các bạn giở sách ra nhá, lesson 2 phần grammar trang 21 nhá. Page 21. Đây các bạn nhìn xem nào. Cái này là mình khoanh vào cái tính từ sở hữu our và their. Nhìn hai bức tranh để mình đối chiếu. Các bạn làm được bao nhiêu câu đúng nhỉ? Trong ba câu này. How many correct answer do you have? Có bao nhiêu câu đúng nhỉ? Cô có làm đúng được một câu. Con làm đúng được một câu là câu nào? Câu số 2 ạ. À, con làm đúng câu số 2 đúng không? Các bạn khác thì sao? Phương Mai thì sao nhỉ? Con chỉ đúng hai câu là Con đúng câu 2 và câu số 3. À, ok. Để cô xem nào. Diệu Hương, hôm qua con có làm bài này không? Chắc là con không đi học nên là con không hiểu được bài này nhỉ? Bây giờ cô giảng lại nhá. Cái phần này thì có Con vẻ ơi, con sai một câu của ạ. à ừ, câu mấy nhỉ? À không, ý là con chỉ đúng một câu là câu số 3 thôi. À, câu số 3, ok. Rồi bây giờ cô chữa nhá. Mình nhìn vào hai bức tranh này này. Các bạn nhìn thấy màn hình cô share chưa? Can you see my screen? Bạn ơi. Ok. Các bạn nhìn thấy nhá. Ở cái bức tranh này thì có hai bạn nam và hai bạn nữ. They are two girls and two boys. Đây là computers. They have a computer. Đây là CD player. A CD player. And this is a camera. Đấy. Thì bây giờ trong cái bức tranh này người ta yêu cầu của mình là quan sát hai cái bức tranh này, sau đó sẽ khoanh vào cái lời thoại của người ta xem là người ta đang nói về nhau, về đồ vật của nhau. Các bạn nữ nhìn đồ vật của các bạn nam rồi so với đồ vật của mình có, và các bạn nam cũng như thế, cũng nhìn vào đồ vật của các bạn bạn nam cũng nhìn vào đồ vật của các bạn nữ để rồi mình đưa ra so sánh. Thì ở trong cái bức tranh số 1 là bạn người ta có khoanh mà là their computer is more. Đây là các bạn nữ đang nói về đồ vật của các bạn nam. Tức là các bạn nam có cái máy tính so với các bạn nữ thì các bạn nam nhỏ hơn đúng không? Their computer is more. Các bạn nữ đang bảo là cái máy tính của các bạn của họ, của their là họ. Máy tính của họ thì là nhỏ đúng không? Còn máy tính của chúng tôi thì to hơn. Our là của chúng tôi. Thì mình khi mà mình nói về máy tính của người khác thì mình phải bảo là their, họ, của họ. Cái gì đó của họ nhỏ hơn thì là máy tính của họ nhỏ hơn, đúng không? Rồi, các bạn có hiểu cái câu 1 không? Là các bạn nữ này nhìn sang máy tính của các bạn nam, thấy máy tính của các bạn nam nhỏ hơn. Vậy trong cái này là our là tính từ sở hữu chỉ chúng tôi, chỉ cái gì đó, đồ vật gì đó của chúng tôi. Thì các bạn nữ bảo mà ở đây lại có từ small là nhỏ đúng không? Máy tính của ai nhỏ hơn?
của họ nhỏ hơn đúng không? Của các bạn nam nhỏ hơn. Thế thì phải là máy tính của họ nhỏ hơn, chứ không phải là máy tính của chúng tôi nhỏ hơn, đúng không? Rồi, các bạn có hiểu câu 1 không? Do you understand? Cô ơi, cô cho là lesson 6 đi để con chữa bài. Lesson 6 á? Qua mình mời, à, lesson 6 của bài hôm trước á, đúng không? Đúng không Diệu Hương? Vâng. Ờ, được rồi, lát nữa cô chữa xong các bài, bài này cô đang nói dở bài này, cô nói xong bài này rồi cô mở lại cho nhá. Vâng. À, không có thì cô có ừ rồi rồi lát nữa cô gửi lại cho. Bây giờ các bạn thì lát nữa cô gửi lại cho con. Ok rồi, bạn Hải Nam với bạn Phương Mai hôm qua có hiểu cái câu 1 chưa? Các bạn mấy bạn vào rồi nhỉ? Phương Mai với Hải Nam hiểu bài chưa? Để cô nói tiếp câu tiếp theo. Ừ thế yes. Thì okay. Yes. Yes, I understand, hoặc là yes, I do, nhá. Đúng là câu hỏi, do you understand? Các bạn có hiểu không? Thì các bạn, yes, I do, nhá. Rồi, trong cái bức câu số 2 này, tại sao cô khoanh hour? Mà bây giờ mình phải dựa vào cái đồ vật mà người ta đang nói đến. Người ta đang nói đến camera, đúng không? Người ta đang nói đến camera. Và nhắc đến một cái tính từ, đó là big, là rất là to. Đấy, thế bây giờ mình xem là các bạn này là các bạn nam. Thì các bạn nam cũng đang nhìn vào đồ vật của các bạn nữ. Đây là camera này. Đấy, của các bạn nữ đây. Và đây là camera của các bạn nam. Mà đây nó lại big. Cái camera big thì phải là cái camera của các bạn nam này. Vậy các bạn nói với nhau thì là cái camera của chúng mình, của chúng ta, của chúng tôi to hơn. Tức là, thì là to, đúng không? Còn họ thì nhỏ, đúng không? Mình nhìn là mình biết ngay là các bạn rất là to rồi, camera của các bạn rất là to, camera của các bạn rất là to, mà các bạn nữ chỉ bé xíu thôi. Vậy ở đây có tính từ big để giúp cho mình phân biệt xem là mình sẽ chọn our hay their. Nhưng mà their camera is big thì là sai rồi, đâu phải là cái camera của họ đâu có to bằng của mình đâu. Thế nên là mình phải chọn our, của chúng tôi, cái camera của chúng tôi thì to. Rồi. Đến các bạn hiểu câu 2 chưa? Bạn nào làm đúng câu 2 rồi thì có hiểu tại sao cái phần này lại khoanh vào hour không? Hay là mình cứ khoanh thôi? Có hiểu câu số 2 chưa các bạn ơi? Do you understand? Everyone? Ok, bây giờ mình đến câu số 3 nhé. Trong câu số 3 này thì mình lại phải tìm cho cô một cái đồ vật mà người ta đang mình phải xác định đây là boy hay girls. Thì đây là boy đúng không? Đây là các bạn nam này. Thì mình xác định là các bạn nam đang nói về đồ vật nào đó. Thì mình phải nhận diện là đối tượng nói về cái đồ vật đó. Bây giờ mình phải tìm cái đồ vật trong cái lời nói này. Vậy đồ vật trong cái lời nói này chính là gì nhỉ? Các bạn có thể bật mic lên nhá. Để nói trả lời cùng với cô. Thưa cô là cái máy tính. Ừ đúng rồi, đây là computer. Và mình tìm cho cô tính từ trong câu này là gì? Tính từ trong câu này là gì? Như ở trên ấy, tính từ là big, đúng không? Thế thì tính từ ở đây là small. Ừ, small là nhỏ đúng không? Bây giờ các bạn nam đang nói về một cái máy tính mà nó nhỏ. Thì bây giờ mình lại nhìn xem là các bạn nữ này, máy tính của các nữ đây, máy tính của các bạn nam đây. Thì máy tính của các bạn nam hay là cả máy tính của các bạn nữ nhỏ nhỉ? Máy tính của các bạn nam. Đúng rồi, máy tính của các bạn nam nhỏ. Mà các bạn nam thì đang nói về máy tính của mình thì mới nhỏ được. Thế thì our, máy tính của chúng ta, máy tính của tôi, chứ không phải there là máy tính của họ. Mà máy tính của họ nhỏ là sai rồi, máy tính của họ to hơn của chúng mình mà. Thế nên là các bạn nam ạ, máy tính của ta nhỏ, phải là our nha. Còn cái phần số 4 là các bạn nào xác định cho cô đồ vật trong cái lời nói này nào? Đồ vật trong cái lời nói của hai bạn nữ là gì? What are they talking about? Đồ vật nào nhỉ?
gì đây nhỉ? Các bạn có thể bật mic lên nói cho cô không? CD player. Đúng rồi, CD player chính là cái máy này này. Đấy, cái máy này này, hai bạn đều có đây. Mà để xác định cho cô tính từ là gì? Tính từ ấy, miêu tả đồ vật ấy. Small. Là small đúng không? Đồ vật là cái CD player này, máy cho CD vào, để CD vào. Thế thì nó nhỏ. Ở đây là hai bạn nữ nói đến cái CD máy CD nghe nhạc nhỏ. Vậy máy của họ hay là máy của các bạn nam? Máy của các bạn nữ hay là máy của các bạn nam nhỏ? Nhìn vào tranh mình có thể nhìn máy thấy. Của các bạn nam nhỏ. Đúng rồi, máy của các bạn nam nhỏ. Vậy máy của các bạn nam nhỏ thì mình phải khoanh vào there. Hai bạn nữ đang nói về máy của các bạn nam mà. Vậy máy CD, đĩa CD, đĩa CD của họ nhỏ đúng không? Đầu đĩa CD ấy. Đấy, thế thì các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu phần này chưa? Okay. Cô xem có Giao Huy vào chưa? À, Giao Huy vào rồi đây, Giao Huy đây. Giao Huy hôm nay làm bài tập, cô có nhìn thấy nhá, các bạn đăng bài lên đây, cô nhìn thấy rồi. Ở trong bài của Giao Huy làm đúng hai câu, một câu cuối là Giao Huy làm nhầm mất một câu cuối nhá. Đây này, trong cái phần của bạn Giao Huy là bạn điền our camera is big, thì đúng rồi, our computer is small. Nhưng mà cái CD player này mình phải là there nhá. Giao Huy ơi, Giao Huy có thể bật mic lên được không? Can you turn on your mic? Giao Huy ơi, Giao Huy có bật mic rồi đúng không? Giao Huy ơi, con có hiểu cái câu 4 là tại sao mình khoanh there không? Giao Huy có hiểu tại sao mình khoanh there không? Giao Huy khoanh hour. Nhưng mà đáp án của chúng ta lại là there. Giao Huy tắt mic rồi. Trong quá trình học thì lúc nào cô bảo các bạn mở mic lên nói cho cô thì nhớ mở mic lên nhá. Tắt mic nhá. Giao Huy có thể nói không? Ok, bạn đang nói chuyện gì đấy? Rồi, thế bây giờ mình sẽ chữa bài 2 nhá. Bài 2 xem nào. Xem các bạn xem đáp án đi. Các bạn xem đáp án xem nào, rồi cô sẽ hỏi xem là các bạn làm đúng hay làm sai đâu. Các bạn xem đáp án cho cô. Please check your answer. This is the answer. Cô sai hết luôn. Ờ, cô sai hết luôn à? Ban đầu con chỉ còn mấy cái câu trả lời là con đúng hết, còn con không để ý mà... con cũng sai hết, con chỉ đúng câu trả lời thôi. À thế à, thế con thế không để ý cái này nhá. Đúng rồi, con biết rồi nhưng mà con chỉ để ý cái câu lâu rồi yes thôi chứ không để ý mấy cái kia. À ừ, tại vì mình nhìn sắc mặt của mọi người thì mình sẽ biết được là yes hay no. Nhưng mà cái phần này mình rất là quan trọng khi mà mình hỏi. Cái cấu trúc hỏi này thì để cô cho xem cái phần đây. Đây này, đây chính là, các bạn nhìn thấy cái này chưa, màn hình của cô chưa? Yes. Ok, thì trong cái phần này các bạn để ý nhá. Đây là cái câu hỏi để về cái khả năng của ai đó có thể làm gì hay không, làm gì cho mình hay không, hay là mình có thể làm gì cho ai đó hay không. Thế thì bây giờ khi mà mình hỏi người khác nhé, mình cô chia ra hai trường hợp. Khi mà mình hỏi người khác là cho tớ mượn cái máy tính của bạn được không? Đấy. Thế thì mình sẽ dùng là can. Xong rồi mình cho cái từ can là cái từ để hỏi đầu tiên. Can trong tiếng Anh có nghĩa là có thể. Và cannot là không thể. Hay là can't. Can là không thể. Đấy. Thế thì đây là câu hỏi. Trong câu hỏi thì cô yêu cầu, trong câu hỏi bình thường người ta sẽ có cái cấu trúc là can đứng đầu và sau đó mình đến chủ ngữ, tức là người mà mình đang nói đến. Ví dụ chủ ngữ ở đây là tôi, thì bây giờ mình đang nhắc đến là mình làm gì đó, mình có thể làm gì đó, mình có thể sử dụng, đấy, sử dụng
hoặc là đây là động từ, use là động từ, hoặc là mình có động từ khác là watch. Đấy. Hôm qua mình học hai động từ nữa là turn on. Đấy. Hoặc là turn off. Đấy. Turn off. Đấy, sao rồi? Sau khi mình nói là can luôn luôn phải đứng đầu nhá. Sau đó đến cái đối tượng mà mình nói đến, tức là mình đang ám chỉ đến, đây là tôi. Mình đang có mục đích hỏi, mình đang có mục đích hỏi thì can I? Sau đến động từ mà mình muốn mượn đồ gì, hay là muốn xem, hay là muốn bật, hay là muốn tắt cái gì đó, muốn làm gì ấy, thì đằng sau cái can I này sẽ là một động từ. Đây được gọi là, sau can I là động từ. Đấy, sau can I sẽ là động từ nha. Sau can I là động từ, sau đó, sau cái động từ đấy chính là cái đồ vật mà mình muốn. Ôi, cô con còn chưa làm xong bài số 2 của Listen to Grandma của Unit 3 My Thing, chủ đề không chủ đề mà lúc ấy cô đang dạy Hương chưa bài làm đúng không? Hương chưa làm bài này đúng không? Tại vì hôm qua không biết là Hương có nhận được cái nhắn bài tập của cô không? Cái bài đấy thì chiều hôm nay con làm rồi. Bài này làm rồi đúng không Hương? Con làm bài này rồi à? Vâng, còn cái bài này thì chưa làm. Bài này, tức là mình học cấu trúc mình mới làm được bài này ấy. Hôm qua các bạn học nhưng mà hôm nay các bạn vẫn sai nhiều. Thế bây giờ cô giảng lại đây, cô đang giảng lại cái phần đấy đây. Tại vì cô có xem bài của phần bạn Giao Huy cũng bị nhầm một số câu. Thế bây giờ nhá, nhớ nhá, trong cái phần đầu tiên, cái câu hỏi của mình phải là can, đứng đầu. Can, chỉ khả năng làm gì đó. Đấy, can. Xong rồi đến cái đối tượng mà mình muốn nhấn mạnh ở trong câu, tức là người mà sẽ thực hiện cái hành động ở phía sau. Là can I, ví dụ phải là I. Tôi có thể. Đây là chủ ngữ nhá. Can, rồi đến chủ ngữ này. Tôi, hoặc là một đối tượng nào đó mình chưa biết, nhưng mà mình nhớ cho cô là khi mà mình trong vô này thì mình sẽ dùng là ai này. Sau rồi mình sẽ đến với động từ. Đấy, đây được gọi là động từ này. Đây là một số cái động từ mà mình đã học rồi này. Thì cô ví dụ thôi, còn đằng sau can I thì mình là phải là một động từ nguyên thể. Mình không chia gì hết, mình không thêm đuôi ing gì hết. Mình để nó nguyên như vậy. Đấy, nó có như thế nào thì mình để nguyên. Sau cái động từ đấy, mình sẽ đến cái đồ vật. Đấy, cái đồ vật mà mình định mượn, sử dụng, xem hoặc là bật hoặc tắt. Xong rồi mình có dấu hỏi chấm. Đấy là một câu hỏi. Bây giờ nhìn vào đây có thể nhìn thấy một câu hỏi mẫu của cô này. Can I use your computer? Mình có thể sử dụng cái máy tính của bạn được không? Thì can này, can đứng đầu này. I cũng là I này. Use là động từ này, đúng không? Động từ này. Đây là một động từ thôi, còn đây không phải là tất cả nhá. Các bạn chú ý nhá. Use là động từ này. Bạn nào đang bật mic, tắt mic cho cô một chút nhá. Lát nữa cô gọi thì bật mic sau. Rồi, use. Đấy, hoặc là ở dưới này cô có động từ khác là động từ borrow, là mượn. Đấy, còn đây là use là sử dụng. Hoặc là cô có nhiều động từ khác hơn là watch, turn on và turn off, bật và tắt. Đấy, ví dụ một số động từ như thế. Nhưng đằng sau, đây là đằng sau chủ ngữ I nhá, thì mình mới có động từ. Sau động từ thì mình sẽ đến đồ vật và mình cần mượn, cần sử dụng, mình cần đang hướng tới. Thì ở trong này là your computers, máy tính của bạn, đúng không? Đây là cái đối tượng, đây chính là cái đồ vật đấy. Đồ vật đây là computer. Còn ở phần dưới này, bạn nào xác định cho cô động từ trong câu số dưới, câu số 2 này là gì nào? Bạn nào giơ tay không? Bạn nào xác định cho cô ở câu số 2? Câu số 2 là can I borrow your comic book? Bạn nào xác định cho cô đâu là động từ và đâu là đồ vật mà người ta đang nói đến? Giống như câu 1 này thì động từ là use và đồ vật mà người ta đang nói đến là your computer. Đúng không? Thế thì câu 2 là như thế nào nhỉ? Bạn nào giơ tay không? Các bạn ơi, hello, bạn nào xác định cho cô động từ này và đồ vật ở trong câu 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 hỏi số 2 này? Con là câu hỏi số 2
này là ok không là poke borrow đúng không? Cái từ này đúng không? Hải Nam đang muốn nói đến từ này. Đây là động từ đúng không? Mượn. Borrow là mượn. Và comic. Cô ơi. Sao thế? Tên cô là gì? Cô tên là Nga. Cô tên là Nga. Cô tên là Nga à? Ừ, cô tên là Nga. Rồi các bạn ơi, đồ vật ở trong câu này là gì nhỉ? Là Hải Nam giúp cô không? Tôi có đồ vật trong này là book. Ừ, đây nhé, đây là tất cả đồ vật này. Mình phải bao cả cái cụm này. Your comic book. Comic là cái truyện tranh ấy. Các bạn hay đọc truyện tranh không? Bây giờ mình có một cái cụm từ khác của cái sách ấy, là comic book, là truyện tranh ấy. Thì tớ có thể mượn cái quyển sách truyện tranh của cậu được không? Của bạn được không? Thì đây này, cái đồ vật mà mình đang nói đến là comic book, your comic book. Đấy. Thì đây chính là cái câu của mình. Còn bây giờ nhá, thì cái câu trả lời của cái câu hỏi này chính là yes you can. Nếu mà mình cho bạn ý mượn thì ừ, bạn có thể lấy của mình, hoặc là bạn có thể mượn của mình, hoặc là no you can't, không, bạn không thể đâu, cái này là của mình. Đấy. Thế thì cô, khi mà người khác hỏi mình thì sao nhỉ? Khi mà người khác hỏi mình thì mình không dùng ai nữa, mình phải đổi chủ ngữ đi thôi. Đấy. Khi mà người khác nhờ mình làm một cái gì đó, can you turn on the TV? Or can you turn off the radio? Đấy. Bạn có thể bật cái TV lên không? Bạn có thể tắt cái radio đi được không? Đấy. Thì câu trong cái cấu trúc câu này thì mình lại để ý cho cô, mình cũng có can đứng đầu này. Sau rồi mình có một cái chủ ngữ mới, đó chính là you, tức là người khác đang nhờ mình, đang đi nhờ người khác, hoặc là người khác hỏi mình. Người khác hỏi mình là can you turn on your TV? Bố bảo là con ơi con bật cho bố TV nhá. Can you turn on the TV? Thế thì mình trả lời yes I can. Yes. Đấy, kiểu như thế. Thì bây giờ hoặc là mình đi bảo em mình là can you turn off the radio? Can you turn off the computer? Em có thể tắt cho chị cái máy tính được không? Em có thể tắt cho chị cái radio được không? Can you turn off? Đấy. Thì sau đấy, sau cái can không còn là ai nữa mà mình đi hỏi người khác hoặc người khác hỏi mình, thì mình sẽ dùng you. Đấy, mình đi nhờ. Đấy, mình đi nhờ. You. Sau đó mình đến với động từ, mình vẫn tiếp tục cộng với động từ. Thì ở trên này có động từ là turn on và turn off. Hôm qua mình có học hai động từ này rồi. Hoặc là mình có động từ khác, mình can you play? Can you play with me? Bạn có chơi với tớ được không? Can you play with me? Mình buồn quá, mình cô đơn quá. Can you play with me? Bạn chơi với tớ được không? Hoặc là mình có động từ khác. Can you watch TV with me? Bạn có xem TV với tớ không? Hoặc là can you see her dress? It's so beautiful. Bạn có nhìn thấy cái váy của bạn kia không? Ôi nó đẹp quá. It's so beautiful. Can you see? Hoặc là bình thường cô có thể hỏi là can you see my screen? Can you see? Can you? Cô bình thường cô hay hỏi là can you see my screen? Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy màn hình của cô không? Đấy. Can you see my screen? Đấy. Là màn hình ấy, screen là màn hình. Thì trong cái cấu trúc câu này, sau can you, mình lại thấy một động từ ở đây là see, đúng không? Động từ see này. Đấy. Sau see là cái đồ vật mà cô muốn nhắc đến, tức là cái màn hình của cô. Cái màn hình của cô là my screen. Thì ở trong này cũng, sau khi mình đã dùng cái động từ ở đây, động từ bất kỳ nhá, động từ bất kỳ để ám chỉ cái mục đích mà bạn định làm, sau đó đến cái đồ vật. Đấy, cái đồ vật mà bạn định tác động nó vào, bạn định mượn người khác, bạn định nhờ người khác lấy cho bạn. Đấy. Thì bây giờ nhá, sau cái cấu trúc này, bạn nào có thể xác định cho cô câu ở trên là đâu là động từ và đâu là cái đồ vật mà mình tác động vào không? Câu số 1, can you turn on the TV? Bạn nào biết động từ của câu này là gì? Động từ nào? Do you know the verb? Động từ ấy, bạn có biết động từ không? Động từ trong câu này là gì nhỉ? Sau can you, đấy các bạn nhìn đi, sau can you sẽ là động từ.
Vậy các bạn nhìn đi, sau can you này thì động từ của nó là turn on, đúng không? Đây là một cụm động từ, nó luôn đi cùng với nhau. Thì turn on này chính là động từ. Và sau động từ thì mình nhìn thấy ở đây này, sau động từ là đồ vật, đúng không? Sau động từ là đồ vật này, thì ở sau động từ này của cô là đồ vật, tức là cái màn hình của cô. Vậy sau cái động từ turn on này thì chính là cái đồ vật của cô, đó là TV, the TV, đúng không? Đây, đúng không? Cô bảo là bật cho cô cái TV với, thì cái đồ vật mà cô đang muốn hướng tới thì chả phải là cái TV, đúng không? Hoặc là trong câu số 2 nào, bây giờ các bạn nhìn câu số 1 rồi, bạn nào giúp cô? Bây giờ cô mời Phương Mai nhé, Phương Mai có thể giúp cô tìm cho cô động từ trong câu số 2 không? Hello, cô là động từ số 2 là turn off. Ok, very good. Đúng rồi, động từ trong câu số 2 là turn off. Vậy đồ vật của cô đang định nhắc tới là gì? Radio. Radio. Đúng rồi, radio. Đúng rồi, bạn xác định đúng rồi, chính xác nhá. Thế thì trong câu này cho cô hỏi là mình có thể dùng mấy động từ trong một câu nhỉ? Trong một câu hỏi nhỉ? Các bạn nhìn xem câu mẫu của cô, xem cô dùng mấy động từ trong một câu hỏi này. Mấy nhỉ? One or two? Một hay hai? Một hay hai đây ta? Bạn nào biết thì bật mic lên trả lời cho cô nào. Cô dùng mấy động từ trong một câu này? Một hay hai nhỉ các bạn nhỉ? Một đúng không? Đây mà, cô dùng có một động từ thôi mà. Đấy, thế chính vì cô dùng có một động từ trong câu này thì cô mới xác định được là hành động cô đang làm gì. Cô làm một hành động thôi, làm sao mà thể nhờ bạn là một phát làm cho mình mấy hành động được, mà cô chỉ nhờ đúng làm cái hành động đấy đối với my screen thôi, đúng không? Cô chỉ bảo là các bạn có nhìn thấy cái màn hình của cô không thôi, chứ đâu cô bảo các bạn nhìn xem kìa gì đấy, cô không bắt nhìn xem rồi bật màn hình cho cô. Cô không nói nhiều thế trong một câu này. Đấy, thì cái này cũng tương tự như là mình phải dùng trong cái bài tập của mình ấy. Thì trong cái câu này mình có thể trả lời là yes I can hoặc no I can't. Một người khác hỏi mình thì yes I can, hoặc là mình không muốn làm thì no I can't. Đấy, thì bây giờ nhá, mình nhìn vào bài tập này. À, trước khi cô chữa bài này thì các bạn có thể xem bài của bạn Gia Huy một phát một lúc thôi. Thì các bạn nhìn thấy rằng là có vấn đề gì trong cái bài 2 của bạn Gia Huy? Có vấn đề gì không? Can I use watch your TV? Yes, you can. Can I use listen to DVD player? No, you can't. Can I use read a book? Yes, you can. Ok, các bạn có nhận ra vấn đề gì mà cô đang muốn nói tới không? Vừa nãy cô bảo trong một câu có mấy động từ ta? Trong một câu có mấy nhỉ? Rồi, bạn nào biết bật mic cho cô. Ừ, trong một câu có một động từ. Nhưng mà ở đây có mấy động từ đây ta? Trong câu này bạn Gia Huy đang sử dụng mấy động từ đây ta? Use và watch. Đúng không? Bạn sử dụng mấy động từ đây? Ừ, bạn hai động từ mà cô bảo là trong câu này chỉ dùng một động từ thôi. Mà mình đã sử dụng use thì mình sẽ không sử dụng what nữa, bởi vì mình chỉ được sử dụng một động từ trong câu này. Sau can I hoặc là can you, mình sẽ sử dụng động từ nhưng là một cái thôi. Sau đó đến cái đồ vật của mình tác động lên, thì đây là cái TV, đúng không? Thì mình sẽ là can I watch your TV, hoặc là can I use your TV. Có thể một trong hai động từ này đều sử dụng được, nhưng mà tùy vào tranh ảnh thì nó sẽ cho mình watch hoặc là use. Ôi, cô thấy bao giờ vào bài mới? Cô chữa xong bài tập về nhà thì mình vào bài mới nhá, tại vì bài này các bạn mắc nhiều quá, các bạn vẫn làm sai, thế nên là cô phải hướng dẫn lại cho kỹ, lần sau không sai nữa. Đấy, thế thì lại có hai cái câu hai động từ rồi, thế là mình câu này là sai, thế nên Gia Huy cần sửa lại cho cô nhá. Cả bài 1 này nhớ sửa lại hour, đây là there cho cô không phải là hour nhá. Còn cái bài 2 này là sử dụng một động từ thôi. Xem TV hoặc là sử dụng TV, tùy vào cái bức tranh mà người ta cho. Đấy, yes you can thì cấu trúc này đúng rồi. Yes you can. Tôi có thể xem TV không? Có, bạn có thể. Đấy.
Rồi câu số 2, các bạn có nhìn thấy vấn đề gì với câu số 2 không? Diệu Hương có nhìn thấy vấn đề gì từ câu số 2 của bạn Giao Huy không? Không ạ. Cái gì nhỉ? Bạn nào biết không? Tại vì cô vừa nhắc rằng là trong một câu ấy, câu hỏi này này, mình có thể sử dụng mấy động từ, cái này giống y hệt cái trên luôn. Bạn đang sử dụng hai động từ, đúng không? Cái này bạn đang sử dụng hai động từ. Ừ đúng rồi, mình chỉ sử dụng một động từ thôi. Và trong này chắc là bạn bị nhầm rằng là cái can I use này là một cái cụm cố định, nên là bạn viết luôn này. Trong ba câu đều có can I use, đúng không? Chắc là bạn tưởng đấy là cụm cố định. Thì trong câu này chắc mình phải bỏ đi use, bỏ đi use, và mình ghi là can I listen to DVD player mới là đúng. Mình phải bỏ you đi nhá, Gia Huy nhá. Rồi, no you can't, đúng rồi. No thì phải đi với can't. Rồi tiếp theo, câu cuối cũng như thế, can I use read a book? Nhưng mà ở đây mình thiếu một dấu chấm hỏi nhá. Câu hỏi mình phải cho dấu chấm hỏi vào. Rồi, Diệu Hương phát hiện cho cô xem là trong câu này bạn có gì sai không? Có gì sai không nhỉ? Có. Ừ, sai ở đâu nhỉ? Phải là no you can, phải là no you can. À không, cái câu hỏi cơ. Cái câu hỏi can I use read a book có sai đâu không nhỉ? Cô vừa bảo trong một câu có mấy động từ. Tiểu Hương có nghe thấy không? Ừ, một động từ. Thế thì mình phải bỏ cái từ nào ở trong cái này nhỉ? Trong cái can I use read a book ấy, thì mình phải bỏ một động từ nào đi? Tại vì mình đã có hai thì mình thừa một cái rồi. Cái câu cuối cơ, can I use read a book ấy, thì mình phải bỏ use, động gì đi? Use, đúng không? Mình bỏ động từ use đi, bởi vì sách thì mình đọc, đúng không? Can I read a book? Yes, you can. Rồi các bạn hiểu hiểu qua cái bài của bạn Giao Huy chưa? Rồi mình so sánh đáp án với cô nhé. Rồi, ở trong này người ta cho mình động từ luôn là watch, là xem, và người ta đang chỉ vào cái TV. Vậy cái câu này mình phải hỏi là can I watch the TV? Đúng không? Có động từ rồi. Chỉ vào đồ vật, đây là TV rồi. Thì mình chỉ có thêm cái từ the TV vào thôi. Và ánh mắt mình nhìn vào phản ứng của người bố đang đọc báo đây thì mình thấy là bố rất là vui, đúng không? Thì mình sẽ là yes. Và yes, yes người ta đây cho sẵn rồi. Thì mình phải là yes you can, đúng không? Rồi, tiếp theo bức tranh số 3 này. Bây giờ cái động từ mà người ta cho là gì nhỉ? Là listen. Ok? Và đang chỉ vào cái CD player. Hôm qua mình học cái này là CD player. Vậy mình sẽ viết câu rằng là can I listen? Ồ, cô viết thiếu cái gì các bạn biết không? To. Đấy, cô viết thiếu từ to đấy. Can I listen to the CD player? Tớ có thể nghe cái đĩa CD, cái đài CD này được không? Can I listen? Listen thì mình phải là to something. Listen to music, đúng không? Mình học rồi đấy. Listen to music thì mình phải có listen to. To, và người ta đang chỉ với cái đồ vật. Đồ vật của mình là CD player. Thì mình sẽ viết thành câu là can I, cố định rồi nhá. Can I cố định nhá. Xong động từ listen này mình cho vào sau cái can I. Sau đó listen thì luôn đi với to, thì mình listen to. Và tìm cái đồ vật mà người ta đang muốn chỉ vào, thì đây bạn đang chỉ vào cái CD player, thì mình thêm the CD player. Và rồi no thì là no you can't. Okay. Còn bức tranh số 4 thì đây là quyển sách, đúng không? Bạn này đang chỉ vào quyển sách, và động từ là read. Read thì mình sẽ viết là can I. Sau đó mình cho động từ read vào, can I read. Rồi mình chỉ thấy quyển sách, mình cho đồ vật vào, the book. Bạn biết cô thiếu cái gì trong này không? Thiếu dấu hỏi chấm. Câu hỏi mình phải có dấu hỏi chấm nhá. Rồi, tiếp theo là câu trả lời là yes, you can. Hey. Rồi cô giảng thế các bạn có hiểu không? Do you understand? Ok. Rồi, các bạn hiểu rồi thì mình xem là bài hôm qua cô vẫn còn một bài tập nữa để giao cho các bạn. Đó là cái phần này, phần bài 4 ấy. Các bạn xem đáp án cho cô. Cái phần này thì trả lời yes, no thì rất là dễ rồi. Đúng không? Có bạn nào làm đúng không? Làm đúng hết không? Không. Rồi, very good. Có bạn nào bị nhầm ở đây là you không?
Tại vì đây là mình hỏi là can he, mình phải căn cứ vào cái đối tượng mà mình làm chủ ngữ cho câu. Là you. À, chắc là bạn Phương Mai bảo là làm ở đây là con ghi là you đúng không? Ờ à, đúng rồi, tại vì rất là dễ nhầm lẫn, thế nên là các bạn phải chú ý cho cô một điều là muốn làm được cái này thì mình phải chú ý là cái chủ ngữ của mình là ai. Đây, can we turn on the television? Đây, tức là mình đang hỏi là hai bạn nam này có được mở tivi không? Nhưng mà mẹ bạn rất là không không hài lòng lắm. No, you can't. Bạn đang hỏi mình, no, you can't. Không được đâu. Các bạn không làm được, các bạn không thể đâu. Bởi vì mẹ đang tức giận rồi. Rồi xong, trong bức tranh này mình xác định cho cô chủ ngữ là gì? Anh ấy, can he have dinner at our house? Anh ấy có thể có ăn tối ở nhà của chúng ta không? Bạn nam áo xanh dương này này hỏi hỏi mẹ rằng là mẹ ơi, bạn của con anh này này, bạn bạn này này có thể ăn ở nhà chúng ta, ăn tối chúng ta được không? Và cái câu trả lời của mình cũng phải có cái chủ ngữ như thế. Can he thì bây giờ là he can. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi tiếp theo nhá. Cái phần ở dưới này thì can I use your computer? Bạn nữ hỏi bạn nữ áo vàng là mình có thể sử dụng máy tính của bạn được không? Và bạn nữ có vẻ rất là tức giận. Vậy câu trả lời của mình là no, you can't. Không, bạn không được đâu. Tiếp theo, can we listen to our CD? Yes, you can. Tại vì bố của bạn đang rất là vui mừng. Ok? Do you understand, everyone? Rồi các bạn hiểu bài này chưa? Yes. Ok, rồi nhá, lần sau mình cố gắng là khó ở đâu thì phải hỏi cô nhá. Tại vì cô thấy là các bạn vẫn mắc sai lầm đấy. Bạn Phương Mai bảo, à không, bạn Diệu Hương bảo cô mở lại bài nào cho xem nhỉ? Ở sách bài tập workbook hay là classbook nhỉ? Đây là workbook này. Workbook coi cái bài này. À, cái bài nào nhỉ? Bài trên này à? Đúng không? Không, cái bài lúc nãy ấy, cái bài 2. À, bài 2 á? Bài 2, lesson 2 đúng không? Ờ, đây đúng không? Đó, cái đấy. À, ok. Rồi, xem lại cho cô nhá. Các bạn khác cũng có thể nhìn vào để xem lại nhá. Chị Hương xong chưa? Nhớ xem lại bài cho cô nhá. Sau khi mà mình học xong mấy bài này thì mình phải xem lại xem là tại sao cô lại dạy như thế. Cô sẽ gửi lại cho các bạn cái công thức vừa nãy cô viết ra ấy. Rồi các bạn cô gửi lên nhóm đi cô. Rồi cô sẽ gửi lên nhóm nhá. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I always brush my teeth. Rồi tạm nhận được cho cô. What do you do in the morning like? Bạn làm gì vào buổi sáng? Tôi rồi. Luôn luôn đánh răng vào buổi sáng. Rồi, tôi luôn luôn đánh răng. Rồi, hai câu tiếp theo. Này. Nãy đâu? À. Rồi, đọc hai câu tiếp theo của cô. Rồi. Nhớ đọc lại cho cô nhé. Cấu trúc này nó rất là quan trọng đấy. Để mình có thể thực hành nói được ấy, thì mình phải biết cái cấu trúc này. Ví dụ trong tiếng Anh thì bây giờ mẹ mình bảo là ra kia hỏi cô xem mình có được sử dụng đồ vật này không. À, bạn nào đang bật mic thì tắt mic trước. Ok. Have you finished? Ừ, em hát, anh hát bố em, mà em sẽ hát.
Rồi nhá, nếu mà bạn nào chưa xong thì bạn Minh Diệu Hương xong phần này chưa? Không, cô, không, cô cũng gửi lên nhóm hoặc lên chat. Rồi ok, cô sẽ gửi lại sau nhá. Thì không... cô ơi, hôm nay con lại không có chat rồi. À ừ, thế thì cô gửi vào sau tiết học này nhá. Rồi, today we gonna learn the lesson number 3. Coi, tôi lại thì con sắp xong rồi. Sắp xong rồi á? Con còn đúng câu 4 là xong. Ừ, thế viết nhanh nhanh cho cô nhá, các bạn lại phải đợi. Nhanh lên. Xong về đọc lại nhá các bạn nhá. Nếu mà mình xem đáp án xong mà mình chỉ biết đáp án không, mình bỏ đấy thì mình không nhớ được đâu. Thế là mình xem, mình về nhà mình phải học lại đấy. Tuần này hôm qua thì cô nhận được mỗi bài tập của bạn Hành, bạn Huy thôi. Nên là cô vẫn hơi buồn chút xíu bởi vì các bạn khác không gửi bài cho cô. Bạn Huy là bạn nào? Bạn Huy, bạn Giao Huy. Con quần mất, con xong rồi. Ừ, ok. Ừ, các bạn nhớ nhá, mình có thời gian thì mình trước khi mình vào lớp mình phải mở sách mình ra xem là ô cô hôm qua cô có cho bài mình bài tập không nhỉ, hoặc là mình sau khi học xong tiết của cô là mình phải xem là hôm nay cô dạy gì thì mình làm luôn đi, không có mai kiến thức mình quên mất thì sao, rồi thì mình làm xong bài mình nộp lên cho cô, thế là cô kiểm tra mai cô chữa lại lại thêm một lần học nữa, thế là mình càng nhớ lâu nhá. So now we gonna move to the lesson number 3, grammar and song. Hôm nay chúng ta sẽ học vào lesson 3 và ngữ pháp và bài hát. Rồi, bây giờ đây là một mình chọn mình học cái phần 1 đó là speaking, ask and answer. Phần này cô sẽ yêu cầu các bạn thực hành nhiều. Thế nào các bạn phải chú ý nha. Cô hỏi đến gọi đến ai thì các bạn mở mic lên nhá. Còn cô chưa gọi thì các bạn đừng bật mic lên. Ok. Ở trong cái phần này thì mình có các từ mới mà mình cần phải nhớ. Đó chính là thứ nhất là có bạn nào muốn đọc cho cô không? Có bạn, anyone who wants to read it for me? Có bạn nào muốn đọc cái này cho cô không? Trong cái, do you want to read it for me? The words in the box? Cái từ ở trong cái hộp, cái bảng này. Hay là để cô đọc? Nào các bạn. À, không à? Được rồi, thế bây giờ cô đọc nhá. Ok, từ cụm từ thứ nhất đó là open the window. Các bạn chắc là cũng quen thuộc với từ window rồi đúng không? Window là cái cửa sổ. Open the window là mở cửa sổ. Đây, để cô viết ra nhé. Đây. Open the window. Open the window là mở cửa sổ. Đấy, các bạn chú ý nhé. Mình không viết luôn bây giờ cũng được. Lát nữa cô có thể gửi lại cho các bạn cái bài này sau. Chú ý nhìn vào từ cho cô là được. Tiếp theo là help me with my book. Là giúp đỡ mình bài tập. Book này là các bạn đừng dịch là giúp đỡ tôi với quyển sách nhé. Tại vì khi mà mình gặp khó khăn mà mình các bạn chỉ vào quyển sách ấy là can you help me with my book, hỏi mẹ chẳng hạn, can you help me with my book, mẹ ơi mẹ có thể giúp con làm cái giải thích giúp con cái bài tập ở trong sách này được không, thế thì help me with my book là giúp tôi bài tập được không, giúp tôi làm bài tập này được không, tức là giải thích cái bài tập này, giải thích đấy, liên quan đến cái bài tập ở trong quyển sách của mình ấy. Giúp con bài tập được không? Rồi, tiếp theo là turn on the TV. Ôi, cái này dễ quá này. Hôm qua mình học turn on rồi. TV thì mình cũng biết rồi. Vậy turn on là gì nhỉ? Turn on the TV. Có bạn nào biết cái từ này không? Có Diệu Hương giơ tay ạ? Là một TV ạ. À, ok. Ừ. Cô nhìn thấy Diệu Hương giơ tay. Rồi, cảm ơn Hải Nam. Bật TV, đúng rồi. Tiếp theo, và turn off the TV player, tức là tắt bỏ cái TV mà mình, cái mà chiếu TV ấy. Đâu rồi? Đâu nhỉ? À, CD, chết rồi, cô viết nhầm đấy. Cô bảo TV là cái gì nhỉ? CD. Rồi, tắt bỏ cái gì nhỉ? Tắt bỏ.
đài cái mà chưa cái CD ấy, cái gọi là cái đài cái mà đài CD cái gì nhỉ? Cái vỏ đài mà có cái cho cái đĩa CD vào ấy. Đấy. Không biết dùng từ gì cho đúng hơn là cái đài. Nhưng mà mình nhìn vào mình giống cái đài đúng không? Close the door. Từ tiếp theo là close the door, đóng cửa đúng không? Cái door này khác với từ window ở chỗ nào nhỉ? Window là cửa sổ, còn door là cái cửa mà mình hay đi ra vào ấy. Trong lớp mình có cái cửa sổ, cửa hay đi ra vào, hoặc ở nhà mình có door là cái cửa mà mình hay đi ra vào, còn window là cửa sổ. Bây giờ close là đóng cửa. Mình không thể là đóng cửa ra vào được, ai bảo là close door cũng là biết là đóng cửa rồi. Đóng cửa mà cửa chính ấy, cửa mình hay ra vào ấy. Đóng cửa nhá. Và put on the coat. Put on the coat. Put on này là mặc vào. Put on. Và coat này là cái áo choàng ấy. Mặc áo vào, mặc áo. Áo choàng ấy, mặc áo. Put on the coat. Mặc áo vào. Ok. Rồi bây giờ mình đọc cho cô cái này nhá. Cô mời một bạn đọc cho cô tất cả các từ vựng này nào. Okay, who can help me? Bạn nào giúp cô đọc cho cô các từ vựng này? Bạn nào không? Thì cô xem nào. Rồi, Hải Nam tất cả. Cứ mạnh dạn lên nhá, sai không sao đâu. Cứ đọc đi để cô biết. Hải Nam có giơ tay không? À rồi, mời Huy. Rồi, Huy trước nhá. Rồi, mời Gia Huy. Sao mà cô con đâu thấy cam của bạn Giao Huy bật đâu. Đây các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là biết nhìn cô nhìn thấy bạn Giao Huy này. Đúng không? Giao Huy ơi đọc cho cô nhá. Đấy. Nào. Number one. Giao Huy có đang đọc không nhỉ? Có à? Có nhưng mà cô không nghe thì tiếng. Hôm qua đến 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 lúc gần cuối cô mới nghe tiếng của bạn Giao Huy. Ôi Giao Huy đang lấy gì thế kia? Giao Huy đang lấy gì thế kia? Cô chả nhìn thấy mặt Giao Huy đâu. Giao Huy ơi, Giao Huy giơ tay mà. Giao Huy đọc bài cho cô nào. Ừ. Next word. Okay. On the table. Mm-hmm. In of the CD player. Okay. Close the door. Okay. Put on your coat. Put on your coat. Coat. Và cái này là close. Ừ rồi, very good. Rồi Gia Huy đọc tốt rồi đấy, cảm ơn Gia Huy. Rồi mời Hải Nam nào, Hải Nam vừa giơ tay thứ sau. Mời Hải Nam nào đọc cho cô. Window, book, open, TV, CD player, door, couch. Đọc cho cô cả cụm từ đi. Open the window. Open the window. Help okay. me with my book. Turn on the TV. Turn on the TV. Turn off the CD player. Close the door. Mm-hmm. Put on the coat. Put nhá, put, đừng put, mình đọc rõ mu là put đấy. Rồi cô mời bạn khác nào, bạn khác đọc cho cô được không? Cô mời bạn nào đọc cho cô nào, hai bạn nữ nào, Mai hoặc là Hương đọc cho cô. Rồi bạn mời Mai nào. Open the window. Mm-hmm. Have my win
My book. Help me. Help me. Me. Wait. Wait. My book. Okay. Turn on the TV. Okay. Turn off the CD player. Okay. Close the door. Okay. Close the door. Close the door. Okay. Push last one. On your coat. Coat. Hey, đọc nhanh cho cô nào. Put on your coat. Put on the coat. Hey. Rồi, rồi cô mời bạn Diệu Hương đọc nốt cho cô nào. Diệu Hương ơi, can you hear me? Đấy, cô lại dùng cấu trúc can you rồi này. Can you hear me? Hear là nghe. Các bạn còn nghe thấy cô không? Bạn Diệu Hương ơi, đọc cho cô nào. Diệu Hương đâu nhỉ? Diệu Hương tắt cam mất rồi. Diệu Hương đi đâu mất rồi? Ok, sao rồi bạn Diệu Hương đi đâu mất rồi ấy? Cô không nhìn thấy bạn Diệu Hương nữa. Được rồi nhá, bây giờ mình sẽ thực hành nhá. Ở trong cái phần nào? Đây. Ok, Diệu Hương nào, Diệu Hương đọc lại cho cô cái phần các bạn vừa đọc đây. Đọc cho cô các từ mới nào. Không. Cô ơi, ơi đâu phải nào chỉ đây, đây này, từ cô đang ngôi xanh xanh này. Chạy cái giường chơi mà. Đâu từ nào? Open the window. Ok. Help me with my book. Ok. Turn on the TV. Okay. Turn off the CD player. Close the door. Put on your coat. Put. Đây là put. Đọc lại cho cô. Đây này là put. Put on your coat. Nhá, từ này là put nhá, Diệu Hương nhá. Thế. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang bài này. Bài này yêu cầu mình nói này. Thì trong cái bài này, người ta cho hai ví dụ mẫu đây. What's picture to? Cái từ này là viết tắt của what is. Bức tranh 2 là cái gì thế? What's picture to? Bức tranh 2 là cái gì thế? Bức tranh 2 là cái gì thì mình chưa biết. Nhưng mà mình nhìn vào đây. Đấy, đây là một cái cánh cửa, đúng không? Cửa gì này? Cửa này là cửa sổ nhá. Thế thì người ta đã hỏi một cái câu hỏi là cái cấu trúc mà mình vừa dùng ấy, là can you open the window please? Có thể mở cho tớ cái cửa sổ được không? Tức là người ta dùng cái cấu trúc can you. Đây, cô nhìn viết vào đây cho dễ nhá. Tại vì can you. Rồi 3.3.3. Câu hỏi là gì? Hỏi ra. Đấy. Rồi cái cấu trúc bên này là what's. Rồi mình sẽ điền với picture. Picture nào? Mình hỏi các bạn thì mình sẽ điền số vào. Hãy điền số vào, mình hỏi. Đấy. Thì đây là hai cái mà mình cần hỏi nhau này. Bây giờ người ta hỏi là what's picture to? Cái gì? Bức tranh số 2 là cái gì thế? Đấy, thế thì mình thành một cái câu hỏi là can you? Sau đó mình tìm cái từ mà ứng với bức tranh 2 thì là open the window, tức là cái từ này. Thôi con thử. Ừ, ok, thử luôn nào. Đấy, thế thì can you. Rồi mình điền cái cụm từ open the window vào sau cái từ can you. Sau đó mình sẽ thêm cái từ gì biết không? Thêm từ please vào cuối câu. Ôi, hay bây giờ con trả lời xong rồi tí nữa đến câu con đố. Sao? Bây giờ con trả lời xong tí lúc cô, tí lúc con đố cô nhé. Ok. Very good, đố cô là rất tốt đấy. Rồi.
Các bạn nên là học tập cái tinh thần học tập của bạn Hải Nam ấy, bạn bạn rất là chăm chỉ luôn. Rồi ok. Nào bây giờ các bạn có hiểu là cái cấu trúc của câu mà mình định hỏi và định định đáp lại là gì không? Hiểu chưa? Tức là mình hỏi là bức tranh 3 là gì, bức tranh 6 là gì, xong rồi mình sẽ dùng cái cấu trúc là can you, xong rồi mình sẽ tìm một Xin cụm từ từ cho em vào trong này ghép vào đấy. Tùy từng bức tranh, ví dụ bức tranh 2 là open the window, đây là cái cửa sổ đúng không? Thì can you, sau rồi mình cho cái cụm từ open the window, can you, xong rồi new này, sau đó please, cái tài khoản của họ. Ở câu số suốt dưới không thế cũng như là pick the number six đúng không? Câu số 6 là sách, nó liên quan về sách thì mình phải tìm chiếc này thật tích vào mình xem là cái nào mà sách mà liên quan đến bài tập không. Rồi, have you read my homework? Đấy, mình bài tập được không? Sau can you, sau từ can you. Đấy, tách ra. Chính là cái cụm từ mà mình sẽ tìm được từ trên ghép xuống. Sau đó mình giữ nguyên cái cụm từ sau là gì? Thế, các bạn hiểu cái phần này chưa? Để mình thành nào. Did you get that? Bạn hiểu chưa? Rồi bây giờ cô của Hải Nam đố cô một cái Con tí rồi. Con thưa cô. What's picture six? nào. Ok. Picture six đúng không? Picture six này các bạn nhìn nhá. Thì câu trả lời là Can you help me with my homework, please? Đấy, câu dưới này, câu dưới bạn Hải Nam đang hỏi cô này. Can you thì cái câu mẫu là can you. Xong rồi cô nhìn trên này cô thấy Six là về bài tập nhà này. Cô tìm cái cụm nào có bài tập về nhà. Have me with my homework. Đây rồi, cụ ghép xuống sau can you. Sau đó cô nói thêm từ please. Đấy. Can you help me with my homework, please? Đúng chưa hả Hải Nam? Rồi ạ. Ok. Cô đố con đi. Cô đố Hải Nam nhá. What's picture five? Các bạn các tìm câu trả lời luôn cho cô. Can you close the Gì đấy nhỉ? Đằng sau mình có gì đây? door? Đúng rồi. Very good. Hải Nam rất là hiểu hiểu bài này đấy nhá. Ừ, rất tốt đấy. Rồi bây giờ cô mời Phương Mai và Huy nhá. Phương Mai đố Huy rồi Huy tìm cho cô câu câu khỏi nhá. Ừ, một cái bức tranh Phương Mai đố nhá. Rồi mời Phương Mai với Huy bật bật mic lên nào. Picture. Picture three. Okay. Huy nào. You put on your Gì đấy nhỉ? Cụm coat? từ đúng rồi, very good. Đúng rồi. Bức tranh 3 là put on your coat là mặc áo vào đúng không? Can you put on your coat please? Very good. Cảm ơn hai bạn. Bây giờ bạn Huy đố bạn Phương Mai nào. What pictures? Picture nào nhỉ Huy nhỉ? Help me with my horror. Mình có cái cụm từ gì? Please. 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 Ok. Huy ơi, bạn bạn Phương Mai có nói đúng bức tranh của con đang nói không? Yes or no? Ok. Rồi cô, tại vì cô không nghe rõ là cái bạn bạn nói số mấy luôn đấy. Thế nên là cô phải hỏi lại. Rồi bây giờ cô mời Diệu Hương nào. Diệu Hương ơi, cô sẽ đố con và con sẽ trả lời cho cô nha. Diệu Hương, are you there? Cô nhìn thấy Diệu Hương chưa? Ô, Diệu Hương lại tắt cam mất rồi, cô lại không nhìn thấy Diệu Hương Có đâu. bạn mật mà. Bạn vật á? Vâng. Đây mà, các bạn có nhìn thấy không? Cô nhìn thấy bạn tắt rồi, cô chỉ nhìn Cô thấy chữ. vẫn thấy bạn bật Đấy, ra. mà em không thấy bạn mật. À ừ, thế được rồi. Diệu Hương ơi.
bạn vẫn tắt mic cả cô ạ. Cô vẫn không biết là đâu rồi. Nếu mà mình không thực hành. Bật chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Rồi Diệu Hương bật mic rồi đúng không? Bây giờ cô hỏi Diệu Hương nhá, xong rồi Diệu Hương sẽ tìm bức tranh đó và ghép thành với câu hỏi về sau này nhá. Cô sẽ hỏi nhá. What's picture one? Ôi trời ơi. Hương ơi. Ừ, bây giờ cô hỏi là bức tranh một là về cái gì? What's picture? Thì bây giờ Hương ghép cho cô, Hương tìm cái cụm từ đó xong rồi ghép vào cái từ chấm 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 này cho cô để tạo thành câu hỏi nhá. What picture one? Computer. Ừ, nhưng mà computer là mình phải tìm cái computer. Cụm từ trước này có computer là gì nhỉ? Biết là Dỗ Hương có nghe cô giảng bài cũng được không? Computer. Ừ, không biết là computer rồi. Nhưng mà đây đâu phải là computer, ở trên này mình không tìm computer hết. Trong bảng này mình chỉ thấy TV này và CD player này. Mới biết đến của tớ này. Đây phải là gì? Đây phải là TV. Thế thì mình phải tìm trên này cái cụm nào ứng với nó là máy tính mà cô. Máy tính á, nhưng mà ở đây người ta lại cho rằng đây là TV đấy. Bởi vì trong cái bảng này mình chỉ có 6 cụm từ ứng với 6 bức tranh này thôi. Và đây là open the window. Đây là cái bức tranh số 2 rồi. Help me with my homework. Giúp mình với bài tập thì là bức tranh 6. Turn on the TV. Là cái TV rồi. Đúng không? Người ta quy định đây là cái TV nhá. Có thể là mình nhìn ra máy tính nhưng đây theo người ta là cái TV. Đấy. Thế thì mình phải ghép như thế nào? Can you? Rồi mình nhét cái cụm từ này xuống đây chứ. Nhét cái cụm từ này xuống đây cho cô. Xuống đây này. Can you? Diệu Hương đọc lại cho cô cái câu ý nào. Như vậy là không đúng rồi. Đọc lại cho cô cái câu can you ấy. Bức tranh 1 là gì? Picture 1 TV. Can you turn on? Đọc lại cho cô đi. Can you can you turn on TV please. Turn on the TV please. Ok nhá, chú ý vào cho cô nhá. Không có là mình dễ bị nhầm lắm. Cái bài này là cô bỏ qua một chút xíu thôi là các bạn lại không biết là cô đang nói về cái gì luôn ấy. Đấy, thế bây giờ Diệu Hương đố cô đi. Đố cô một bức tranh nào đó, bất kỳ, để cô trả lời. Hỏi cho cô cái câu này này. What picture? Xong rồi cho cái bức tranh mà đố cô vào đây để cô đi tìm. Diệu Hương, can you ask me? Hỏi cô đi. Hỏi nhé. What picture? Picture gì nhỉ? Tiền. Cô chưa nghe thấy số bạn Diệu Hương đọc. Bạn này bảo 10. 10 á? Số 10 á? 10 đây có 6 bức tranh thôi mà. Đâu có số 10 đâu. Còn tận 4 bức tranh nữa mới có 10. Ừ đúng rồi, nhưng mà đây người ta chỉ cho 6 bức tranh thôi. Hỏi cô trong 1 trong 6 thôi chứ, sao lại có bức tranh số 10? Làm gì có bức tranh số 10 ở đây, làm sao mà cô biết trả lời như thế nào có bức tranh số 10 chứ? Chắc bạn lại đố cái số 6 ạ. Số 6 á, số 6 mình nói rồi mà nhỉ. Số 6 ví dụ mẫu rồi. Đấy, mình hỏi cô câu nào chưa hỏi nhỉ? Mình còn bức tranh nào chưa hỏi ấy thì hỏi cô đi. Hoặc là bất kỳ bức tranh nào hỏi rồi cũng được. Diệu Hương ơi hỏi lại cô đi. Không có bức tranh 10 nhá. Tập trung vào cho cô, có 6 bức tranh thôi. What picture 7? Oh, 7 à? Ôi tôi chết rồi, trong này cũng không có 7. Trong này chỉ có 6 bức tranh thôi, 7 ở đâu? Cô không nhìn thấy số 7 nào ở đây hết. No, then there's no picture 7. Chẳng có bức tranh số 7 nào cả. Chỉ có there's 6 pictures. What picture 3?
Okay. What picture three? Okay. Can you? Cô phải đi tìm nào. Đây là cái áo khoác đúng không? Thì cô phải tìm ra cái cụm của nó là put on your coat. Can you put on your coat, please? Đúng chưa Diệu Hương ơi? Đúng chưa nhỉ? Ô, chưa đúng á? Bức tranh thứ ba là gì? Bức tranh là thứ ba là không phải là cái áo thì là cái gì nhỉ? Chưa đúng à? Sai đâu? Thế giúp cô với, chỉnh sửa cho cô với. Con thấy cô trả lời đúng hết rồi mà. Ừ, cô trả lời, cô thấy cô tìm đúng cái áo rồi mà nhỉ? Sao lại sai nhỉ? Ừ. Đúng chưa Diệu Hương ơi? Đúng rồi nhá, tại vì ở đây có mỗi cái áo thôi mà. Mà ở đây có một cái áo thì cô phải tìm cái từ coat là cái áo khoác, áo choàng, cô vừa giải thích ý nghĩa ở bên kia rồi. Đúng không? Cái đấy là mặc quần áo mà cô. Ừ, nhưng mà mình cụ thể hơn là cái áo mà mình áo khoác đấy, áo khoác, áo coat. Còn có nhiều loại áo mà. Đấy, trong cái câu này các bạn không ai hỏi cô về câu 4 và các bạn cũng chưa hỏi nhau về câu 4. Vậy bây giờ bạn nào làm nốt cho cô cái câu 4 này? Ok, mời Hải Nam và một bạn nào nữa nào? Bạn nào trả lời nào? Dễ mà, đúng không? Rồi, mời Phương Mai. Very good, Phương Mai rất là tốt đấy nhá, tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Hay xung phong, rất là biểu dương luôn. Rồi, nào bây giờ Hải Nam đố Phương Mai trả lời nhá. What's picture four? Okay. Can you turn off the CD player? Ừ, đúng. Please. Please, okay. Đúng rồi, bạn trả lời đúng chưa nhỉ? À, quên, cô lại bảo đúng rồi. Đúng chưa nhỉ, Hải Nam nhỉ? Dạ. Đúng chưa nhỉ, trang số 4. Đúng yes. Rồi, đúng không? Okay. Đúng rồi, cảm ơn hai bạn, các bạn làm rất tốt. Đúng rồi đấy. Đấy Phương Mai đố tớ đi. Ờ, Phương Mai đố kìa. Hải Nam bảo Phương Mai đố tớ đi. Phương Mai đố bạn đi. What's picture five? Can you can you close the door, please? Bạn làm đúng chưa ạ, Phương Mai ơi? À đúng ạ. Okay, very good, đúng rồi nhá. Đây là đóng cho tớ cái cửa được không? Rồi, ok. Ơ vậy sao con thấy bây giờ là trời tối sâu mà nhà cô làm trời sáng đi vậy? Ơ thế à? Nhà cô trời sáng à? À, đây là cái background thôi, cô lấy nền. Đây không phải nhà cô nhá, đây không phải nhà cô. Đây là cái nền thôi, các bạn có biết cái nền ảo không? Này, tay cô mờ đi này, tại vì cái nền ảo đấy, không phải nhà cô đâu. Cô mở lên cho nó sáng thôi, các bạn nhìn thấy phát âm của cô thôi, chứ bây giờ nhà cô tối lắm. Tối này cô phát âm sao các bạn nhìn thấy miệng của cô phát âm, đúng không? Không mà, à, Diệu Hương bật cam lên cho cô nhá. Đừng tắt cam nhá. Rồi, bây giờ các bạn chuẩn bị đến với bài hát rồi. Cái bài 2 này, close your book and write 3 questions. Cái này các bạn ở nhà làm cho cô nhá, các bạn này. Lát nữa cô gửi cho các bạn hoặc là các bạn học các từ vựng ở trong cái bảng này. Sau đó học cái cấu trúc câu mà cô vừa dạy này, can you gì đó, xong rồi điền cái cụm từ ấy vào, xong rồi please ấy. Các bạn thử đóng bỏ sách xong rồi các bạn có nhớ xem là các bạn học thuộc trước nhá, xong rồi các bạn đóng bỏ sách lại. Xong rồi các bạn thử nhớ trong đầu xem là mình phải điền gì vào trong cái can you này. Mình phải đặt 3 câu cho cô mà. Đấy, thì các bạn thử đặt cho cô 3 câu, viết ra vở cho cô nhá. 3 cái khác nhau nhá. Các bạn hiểu chưa? Close the book, nhớ nhá, kênh này người ta bảo mình phải trung thực vào, đóng sách vào này, viết 3 câu hỏi ra. 3 câu hỏi là 3 câu hỏi như thế nào? 3 câu hỏi dựa theo cấu trúc can you, xong rồi đến cái hành động gì đó mà trong 6 bức tranh này mình có nói này. Đấy. Một trong 6 bức tranh này, nhưng mà các bạn phải chọn ra 3 bức tranh này các bạn viết. Đấy, can you gửi lên nhóm cô. Ừ, gửi lên nhóm, lát nữa cô sẽ nhắc bài tập về nhà nhá. Rồi bây giờ cô bảo là làm xong có cần phải gửi lên nhóm không? Có chứ. Cô phải kiểm tra được chứ. Hôm nay các bạn có một bạn Huy gửi cho cô thì thôi ít. Cô rất là muốn các bạn phải gửi hết bài cho cô để cô còn xem. Sai đâu, cô đâu có phạt đâu. Sai, cô chỉ nhìn vào cô rồi cô chữa cho các bạn, lần sau các bạn nhớ thôi mà. Chúng mình không sợ sai nhá. Không sợ, nhưng mà phải nhớ. Cô nghĩ là các bạn quên thôi chứ các bạn chẳng sợ sai gì đâu. Các bạn quên thôi.
Đấy, lần sau là nhớ ghi vào vở cho cô là cô gửi bài tập nào là phải làm rồi chụp lên cho cô nhá, để giờ sau cô chữa. Rồi bây giờ mình sẽ nghe hát này, Sing and Do. Okay, cái phần này chắc là nhàn nhất cho các bạn rồi. Rồi mình nghe hát nhá. Okay, everyone, now we'll listen to a song. It's rainy today. Bài hát của chúng ta tên là Trời mưa vào hôm nay. Okay. Mời bắt đầu nhá. It's rainy today. It's rainy today. Can we watch a DVD? It's rainy today. Can we play our new CD? It's a rainy day. Can we watch TV? Can you watch a show with me? It's a rainy day. It's sunny today. Can we play out in the sun? It's sunny today. We can have a lot of fun. Can we run and can we play? Can you play with me all day? It's a sunny day. Okay. Rồi mình nghe lại một lần nữa nhá. Ôi, con không hát được mà con listening twin. TV. Okay, nghe nhiều. Xong rồi mình có thể nhầm theo bài hát để cho nó thuộc cái từ mới này, lát nữa mình còn phải dịch nữa đấy. Ok. It's rainy today. Can we watch a DVD? It's rainy today. Can we play our new CD? It's a rainy day. Can we watch TV? Can you watch a show with me? It's a rainy day. It's sunny today. Can we play out in the sun? It's sunny today. We can have a lot of fun. Can we run and can we play? Can you play with me all day? Rồi, vừa rồi mình nghe xong bài hát rồi đấy. Đấy, các bạn thấy bài hát có hay không? Ui, hát nhiều kiểu. Hai cô John đọc nữa. Ừ, cái bài này thực ra là bài mình hát, nhưng mà nếu mà các con thấy khó hát quá thì mình có thể đọc cho cô nhá. Chủ yếu là mình học ngữ pháp, các bạn thì mình nghe giải trí thôi. Còn bạn nào thích hát thì có thể hát ở nhà nhá. Có thể really today. Can we watch a DVD? It rainy today. Can we play our loud city? It's a rainy day. Can we watch TV? Can you watch a slow with me? It's a rainy day. It's sunny today. Can we play out in the sun? It's sunny today. We can have a lot of fun. Can we run and can we play? Can you play with me all day? It's a sunny day. Ok, rồi cảm ơn Hải Nam. À, trong phần của Hải Nam ấy, đọc lại cho cô mấy từ cô gạch đỏ đỏ này này. New. 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 New là mới ấy. New. Ừ, new. Tính từ new ấy là mới. Từ new là mới nhá. Các bạn nào chưa biết tính từ này thì nhìn vào nhá. Cái này là không nhớ là để học đâu. Đấy. Là mới, new là tính từ là mới. Rồi. Sunny và rainy là gì các bạn biết không? Đó. Sunny này, rainy. Rainy là trời mưa không? Đúng rồi, rainy là trời mưa ấy. Cô bao giờ tan đấy?
Rồi con nghĩ lại xong đi này. Làm sao mà các bạn này cứ đòi tan sớm thế nhở? Mình chưa học xong cơ mà. Sunny là... Sunny buổi sáng không ạ? Nắng đấy con. Nó khác với trời mưa. Sunny, sun là mặt trời đúng không? Sun đấy, cái cụm từ sun này này là mặt trời. Nhưng mà thêm đuôi ni vào nó lại thành tính từ là nắng. Nắng và mưa, trời mưa ấy. Rainy là trời, mưa. Đấy. Bạn phân biệt cho cô nhá. Sunny là trời nắng rồi. Và it's rainy today là trời mưa hôm nay này. New là mới nhá. Rồi đọc lại cho cô mấy cái cụm từ tiếp này. Show. Show là gì? Show. Show. Show là... Show What là... What a show? Show What? Là nhỏ không cô? Không phải đâu. Small mới là nhỏ nhá. À. Nhỏ là small. Slow là ngắn. Không phải. Show chứ không phải slow nhá. Slow lại là chậm, còn đây là show. Small là nhỏ này. Còn cái từ bạn Nam đọc là slow nhỉ? Cái này này, bạn Hải Nam đọc là slow ấy. Slow chính là từ tính từ chỉ sự chậm chạp. Đấy, chậm chạp. Con rùa đấy. The turtle is slow, con rùa thì chậm lắm. Đấy, còn cái mà cô buồn nhớ đến là show. Show này. Nếu mà show động từ thì nó là thể hiện cho mình xem này, trình diễn cho mình xem này, can you show me, tức là cho mình xem cái gì đó. Nếu mà nó là động từ thì là cho mình xem cái gì đó. Nhưng mà mình có một cái từ là watch a show là xem chương trình. Các bạn có biết live show không? Các bạn có hay nghe thấy bố mẹ mình nói là tối nay có một show truyền hình không? Tức là một cái chương trình, xem một cái chương trình. Chương trình. Bố mẹ con chỉ hay nói tiếng Việt. Tại vì mình thấy là trong tiếng Việt người ta vẫn hay dùng từ này này. Mặc dù đây là từ tiếng Anh nhưng mà mọi người cứ bảo show, xem một cái show đi. Tối nay mình sẽ xem một live show, mình sẽ xem một show gì đó, một chương trình nhá. Watch a show. Rồi. À, con cũng thấy quen. Ừ, đúng rồi, quen mà, cô nghe thấy quen mà. Rồi cái từ này là out chứ không phải our nhá. Our là gì? Our lại là chúng tôi cơ, tính từ sở hữu hôm trước mình học ấy. Đây mới đọc là our, còn đây đọc là out bởi vì nó có âm từ cuối này là bên ngoài đấy. Cái này là out. Ok. Play out là chơi ở bên ngoài. Play là chơi ở bên ngoài, outside. Mình gọi từ outside là bên ngoài luôn. Đấy. Chơi bên ngoài. Ôi, Sunny là con ngọc trên lờ không? Ừ đúng rồi. Sunny vẫn là chứ không phải là Lee đâu nhá, Sunny. Sunny. Ừ, đây này. Đây là Sunny này, trời nắng các bạn đi ra ngoài chơi này. Sunny. Ừ đấy, đúng rồi. Sunny. Ừ, Sunny. Ni. Sunny. Đúng rồi, very good. Được rồi đấy. Sunny. Đừng cong lưỡi lên nhá. Ni. Sunny. 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 Ni. Sunny. Hơi ly rồi. Sunny. 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 Ừ, nó tốt hơn rồi. Rồi, bây giờ nhá, có hai đoạn đúng không? Có hai đoạn thì cô sẽ... Ông ơi, sao con nhìn thấy có tận 4 đoạn mà. 4 đoạn á? Đây có 2 đoạn. Có 4 là từ ít cho... Thôi nhìn nhầm. Đúng rồi, có 2 đoạn thôi nhá. Là 2. Ở đây có 4 bạn thì mỗi bạn 2 bạn đọc một. Ừ đúng rồi, thế thì thế này nhá. Đọc cho cô một bạn đọc cho cô đến It's raining today cho đến New City được không? Đúng không? Xong rồi bạn tiếp theo lại đọc cho cô It's a rainy day. Đấy bạn rồi ha, để cô đánh dấu màu cho nó dễ nhìn nhá. Màu nào? Color. Màu là color. Color. Ừ, color. Màu đâu rồi ta? Màu đâu? Sorry các bạn, cô lại quên màu nó đâu rồi. Đó, màu đâu ta? À đây, highlight. Bao giờ ta đã sắp rồi. Sao học cô, các bạn chán quá sao mà thấy cứ hỏi cô thế? Cái gì cô? Hả? Sao? Cái gì cô? Sao học cô mà cứ hỏi giờ thế nhở?
Cô buồn lắm. Cô buồn lắm. Một bạn sẽ đọc từ X cho đến CD, một bạn đến X đến J, một bạn đến X đến tơ đây, một bạn đến Q xong rồi đến đây. Đúng rồi. Rồi Hải Nam chia đúng cho cô rồi đấy. Bây giờ nhá, cô mời từng bạn đọc nhá, bởi vì bạn ơi, đọc phải... trước ạ. Ừ, con muốn đọc trước đúng không? Rồi, bây giờ Hải Nam đọc đoạn 1, từ từ đã để cô phân công nữa nhá. Rồi, đoạn 2 là bạn nào giơ tay đọc cho cô nào? Đoạn 2. Nhìn thấy đoạn 2 của cô không? Đoạn 2 này này, màu vàng này. Sau bạn Hải Nam. Ok, Phương Mai, ok, very good. Rồi, cô rất là khuyến khích các bạn giơ tay nhá. Rồi, còn Hương với cả Gia Huy nào? Gia Huy đọc đoạn mấy? Đoạn 3, đoạn 4 nào? Đoạn 3 là ba cái này, và đoạn 4 là bốn cái màu vàng này. Con muốn làm đoạn 3 hay đoạn 4? Đây là đoạn 3 này. Từ từ nhá. In the sun. It's sunny today. Rồi. We can have a lot of fun. Can we run and can we play? Can you play with me all day? It's a sunny day. Okay. Cô bảo bạn đọc đoạn 3 mà các bạn đọc cho cô luôn đoạn 4 rồi. Ok, không sao hết. Rồi bây giờ theo thứ tự nhá. Cảm ơn Gia Huy. It's really today. Can we watch a DVD? It's really today. Can we play out new CD? Cái từ này là ơ nhá, không phải a nhá, đọc là ơ nhá. Ơ, DVD. Ơ, DVD. Ok, rồi Phong Mai, your turn. It's a rainy day. Can we watch TV? Can you watch a show with me? Wait, it's me. It's a rainy day. Ok. Ok, rồi bây giờ Gia Huy ơi. Gia Huy rồi đến Hương nhá. Gia Huy đọc cho cô 3 câu đầu thôi. 3 câu này thôi. It's sunny today. Can we play out in the sun? It's sunny today. Ok. Rồi Diệu Hương, your turn. Diệu Hương ơi, are you there? Diệu Hương ơi, Diệu Hương có ở đây không nhỉ? Còn như vậy, Diệu Hương bây giờ mới bắt đầu vào. Ô thế á? Cô... Bạn ấy đang cầm cái gì trên tay cô ạ? Cầm bó bóng. Rồi Diệu Hương nếu mà vào rồi thì đọc cho cô cái đoạn 4 này này, màu vàng này. We can have a lot of fun. Đọc cho cô đến hết cái chữ sunny day luôn. Chúng tôi đọc cho cô trước cũng được, xong rồi mình dịch sau, đọc cho cô tiếng Anh. We can have a lot of fun. Can we run and can we play? Can you play with me all day? It's sunny today. It's a sunny day. It's a sunny day. Very good. Rồi, Diệu Hương phát âm rất là tốt đấy nhá. Cảm ơn Diệu Hương. Bây giờ từng bạn nhìn ở phần của mình dịch cho cô nào. Con thưa cô. Lỡ. Lỡ. Ló mưa. Cái này ít này này, mình thường mình biết là nó là nó rồi đúng không? Nhưng mà khi mà mình nói về trời, về thời tiết ấy thì mình sẽ là trời mưa hôm nay nhá.
Mình cái từ ít này, mình thành từ trời. Trời mưa hôm nay. Ok. Can we... Là chúng tôi xem DVD. Chúng tôi hay là các bạn nói với nhau là chúng ta, we này có thể là chúng tôi hoặc chúng ta nhá. Khi mà mình nói chúng... với nhau ấy thì là chúng ta có thể xem DVD được không? Đĩa DVD được không? Đây là can là có thể. Nhá. Yeah. Can we watch a DVD? Chúng ta có thể xem đĩa DVD được không? Tiếp theo. Trời hôm nay mưa. Ok. Rồi. Mưa lại lặp lại rồi. Không, nhưng mà đây là cái khác rồi này. Chúng ta có thể chơi đĩa CD được không? Ừ. Trong này mình nhìn thấy là cái từ new này là mới đúng không? Thì mình phải là cái đĩa CD mới của chúng ta. Đúng không? Cái đĩa CD mới của chúng ta. Và play này là chơi. Bình thường mình dịch là chơi đúng không? Nhưng mà trong câu này mình không dịch là chơi. Chúng ta có thể mở. Cái từ này nghĩa là mở luôn. Trong cái câu này mình nên dịch nó là mở. Chúng ta có thể mở cái đĩa CD này. Cái đĩa CD mới này được không? Chúng ta có thể nghe bật. Chúng ta có thể bật hoặc là nghe cái đĩa CD mới này được không? Thì nó thuận hơn. Chứ mình không. Chúng ta có thể chơi nhá. Mình có thể bật cái đĩa CD mới này lên được không? Ok, Hải Nam hiểu chưa nhỉ? Yes. Ok, rồi Phương Mai dịch cho cô 4 câu tiếp theo nào, quickly. Trời hôm nay mưa. Tôi Chúng ta có để xem TV được không? Bạn có thể xem chương trình với tôi được không? Hôm trời đây hôm nay là một ngày đây là một ngày mưa. Ừ đúng rồi, hôm nay là một ngày mưa. It's a rainy day. Hôm nay là một ngày mưa, nó khác với it's rainy today nhé. Nó cũng là nghĩa như thế nhưng mà cái cấu trúc nó lại khác. It's a rainy day. Hôm nay là một ngày mưa, còn đây là trời mưa hôm nay. Ok. Rồi nhá, cái câu mà có can we watch TV hoặc can you watch a show with me? Tức là bạn có thể, can là có thể làm gì đó với tớ được không? Đấy. Hoặc là chúng ta có thể xem TV được không? Đây câu hỏi mà, được không? Chúng ta có thể làm gì được không? Ok. Rồi nhá. Rồi Giao Huy dịch cho cô 3 câu tiếp theo. Cô ơi, sắp 9 giờ rồi. Ok nhá. Rồi, cô biết mà. Cô chỉ muốn là các bạn phải là hoàn thành nốt cho cô cái phần này thôi. Giao Huy dịch nốt cho cô 3 câu tiếp theo. Giao Huy ơi, hello. Dịch cho cô, it's sunny today. Can we play out in the sun? It's sunny today. Giao Huy dịch cho cô 3 câu này. Hôm nay là trời nhiều nắng. Ừ. Trời nắng hôm nay, trời hôm nay nắng, đúng không? Today là hôm nay, sunny là trời nắng. It's sunny today, hôm nay trời nắng. Rồi ok, câu số 2 là gì nhỉ? Cái câu hỏi số 2 là gì nhỉ? Có thể chơi.
chúng ta như thế nào nhỉ? We là chúng ta, can là có thể, play out là chơi ở bên ngoài, play là chơi và out là ở bên ngoài, in the sun là trong ngoài trời nắng. Thì mình dịch câu này, chúng ta có thể chơi ở ngoài trời nắng được, được không? Chúng ta có thể chơi chơi gì nhỉ mà có mặt trời ở ngoài là gọi chơi chơi gì nhỉ? Chơi chơi nắng, đúng rồi, chúng ta có thể chơi ở ngoài trời nắng được không? Và cụm từ tiếp theo lặp lại này, it's sunny today. Là gì? Đúng rồi, very good. Đúng rồi, hôm nay trời nắng. Chúng ta có thể chơi ở bên ngoài trời nắng được không? Ra ngoài trời nắng chơi ở bên ngoài được không? Play out là chơi ở bên ngoài trời nắng được không? Trời hôm nay nắng. Ok, very good. Rồi mời Diệu Hương dính nốt cho cô 4 câu cuối nào. Bốn câu cuối là gì nhỉ? Rồi bây giờ bạn Dũ Hương mới bắt đầu tắt mic, tắt cam, mới tắt mic đi, bạn ấy chắc lại chơi với anh. Thế á, Dũ Hương có ở đây không? Dũ Hương dịch cho cô câu này. Bật lên rồi. Ok, rồi Dũ Hương dịch cho cô nào, dịch cho cô 4 câu cuối. We can have a lot of fun. Tôi có thể. Chúng tôi có thể. Hoặc là chúng ta có thể. Have là gì? Have là có. Have là có nhá. Đây. Các bạn không biết từ have đúng không? Cô ấy cho đây. Have là có. Can là. Chúng tôi có thể xem một chương trình. Chúng ta có thể như thế nào? Có rất nhiều gì đây? A lot of. Chúng ta có thể có rất nhiều niềm vui. Đúng rồi. Tiếp theo. Chúng tôi chạy và chúng tôi chơi. Đây là câu hỏi mà. Câu hỏi thì mình phải tạo thành câu hỏi chứ. Can we run and can we play? Bạn có chạy và chơi không? Bạn có chơi cùng bạn có chơi vào ngày và bạn có chơi vào các tuần trong ngày không? Hôm nó nắng vào ngày này. Mình dịch như thế thì đúng chưa nhỉ? Can we run and can we play? Chúng tôi có thể chạy không? Chúng ta có thể chạy không? Và chúng ta có thể chạy không? Và chúng ta có ta thể có chơi thể không? Chạy không? Và có chúng tôi có thể chơi. Chạy và chơi không? Đúng rồi, có thể nhá. Có thể làm gì đó. Và ở dưới là gì? Can you play with me all day? Bạn có thể chơi với tôi. Play with me. All day là cả ngày không? Bạn có thể chơi với tôi cả ngày không? Đúng không? All day. Cả ngày. All là tất cả. Và đây là ngày. All day là cả ngày không? Can you play with me all day? Và trời nắng. Trời hôm nay như thế nào? Hôm nay là một ngày. Trời nắng. Nha. Yeah. Ok. Rồi hôm nay xong cái phần lesson 3. Thì cô thấy xong là có vẻ là hơi khó khăn cho một số bạn đấy. Thôi cô ơi, học thêm một mặt nữa đi. Để ngày mai sang luôn. Letter 5. Các bạn học luôn á. Vâng, các bây bạn giờ mình 9 giờ luôn. 5 phút thôi. Ai gọi đấy? Bình thường 9 giờ 30 bọn con mới tan luôn. Mình học từ 7 giờ 30 đúng không con? Vâng ạ. Mẹ ơi, bố con. Ôi,
bây giờ nhá, có vẻ bạn Diệu Hương bạn đang muốn hỏi. Bao giờ chưa xong? Nhà bình thường mình học 9 giờ mình đã tan rồi ấy. Bố tập trung vào học đi. Được okay. Không rồi. Trong cái phần bình thường là bọn con học đến 9:30 của cô. Nếu mình học từ 7:30 9 giờ là mình xong rồi ấy, mình học 1 tiếng rưỡi. Ừ thì bây giờ nhá, nếu mà các bạn muốn học thêm một chút thì cô có thể ở lại với các bạn một chút. Thì trong cái câu, trong cái bây giờ các bạn nhớ là làm bài tập về nhà các cô là cái bài này này. Chính là cái bài Lesson 3 Grammar and Song. Các bạn sẽ viết cái câu hỏi vào đây dựa vào cái động từ là người ta cho trong mẫu đơn đây này và cái hành động. Mình có học cái 6 cái cụm từ, 6 cái bức tranh mình vừa học ấy. Là đây này, 6 cái bức tranh mình vừa học ở trên ấy. Vâng, mình vừa học đấy. Thôi nhỉ, đây đây. 6 cái cụm từ này trong cái bảng này và mình sẽ ứng dụng nó vào trong để mình làm bài này, tại vì cô sợ là các bạn lại quên cách làm ấy. Can you một sau can you là động từ close. Tập trung học đi. Đây là cái hoạt động gì? Bài tập trung. Anh này đang gọi cô này là bạn có thể đóng cho tôi cái cửa được không? Ví dụ là một cô này nhá. Thì là can you, xong rồi mình có thể động từ khác nào không? Nào đang bật thì tắt cô tắt. Cô đang nghe thử tiếng nhạc. Can you? Cô bạn Dụ Hương ạ. Ok, Dụ Hương tắt mic cho cô nhé. Can you gì nhỉ? Close the door, đúng không? Cô ơi, bao giờ tan đi? Xong rồi cô hướng dẫn bài tập về nhà để cho nó làm đấy. Hôm mai các bạn làm sai nhiều ấy. Đố Dụ Hương rồi. Đấy. Mình chúng mình đã học đến tận 9:30 cơ mà. Can you close the door? Đúng không? Bạn có thể đóng cửa cho tôi được không? Đấy, mình tìm cái cụm từ ở bên kia. Mình vừa học 6 cụm từ đấy. Mình cho nó sang đây, mình tìm cái động từ này, close. Và mình nhìn thấy cái cửa này, close the door. Anh này đang gọi cô ấy là đóng cho tôi cái cửa được không? Nhưng mà mình thiếu cái gì nhỉ? Please. Cái please này này là làm ơn. Để cho nó tạo cái sắc thái trang trọng hơn. Hả? Đấy các bạn... cô đang giúp các bạn làm một câu mẫu để các bạn biết những cái câu sau mình về nhà mình làm ấy. Các bạn câu sau các bạn cũng kiểu như là can you nhé. Can you xong cho động từ vào cái hoạt động đó. Ví dụ turn on gì đây? TV đúng không? Sắp tan rồi đó. Cô đang giả nốt để mình tan nhá. Rồi, phần bài 2 này thì dễ rồi đúng không? Mình chỉ cần tìm cái động từ mà ứng vào cái đồ vật đằng sau thôi. Mình vừa học ở trên ấy, mình có mấy cái bài hát ấy, thì mình tìm ở trong bài hát những cái cụm từ mà đi với cái CD này, DVD này, TV này. Ví dụ như là can we watch a DVD? Có lâu à? Lâu nhỉ? Đúng không? Lâu mình học cô ơi, con thấy vẫn bình thường. Con học đến 9:30 mà vẫn bình thường. Thực ra thì bây giờ cảm thấy là cô nghĩ rằng là nếu mà các bạn về nhà ấy thì các bạn làm cho cô, nhớ nhá, làm cho cô bài 1 và bài 2 ở trong sách bài tập trang 22, tại vì tuần sau mình mới gặp lại cơ, còn 7 ngày cơ. Thế nên là nhớ làm bài tập rồi chụp lên nhóm cho cô nhá, nhớ nhá các bạn ơi. Vâng. Ôi nhưng mà cô giao thêm nhiều, thêm một ít bài tập nữa đi cô. Ôi, có phải quay video không cô? Video à? Ừ bây giờ nhá, mình quay video cho cô bài đọc này này để cô xem nào. Đấy nhá các bạn ơi, cái bài đọc của mình đấy, cái bài đọc mà cô bài đọc It's Really Today đúng không? Bài hát đấy, đúng rồi, bài hát mà mình vừa nghe nhạc ấy. Đấy chính là bài mà mình sẽ phải quay để mình cô xem cách đọc của các bạn nhá. Xong rồi các bạn nhớ là gì không? Các bạn phải đặt câu đấy. Bài 2 này vừa nãy cô bảo các bạn là phải về đặt 3 câu ấy. Mình tránh đọc cái câu khác nhau. Đúng rồi, 3 câu khác nhau. Với 6 bức tranh trên bài 1. Đúng rồi. Một trong các bạn chọn 3 bức tranh và đặt 3 câu mẫu cho cô. Và đây bài hát này các bạn sẽ về đọc lại cho cô một lần nữa. Đọc phần là chuẩn nhá, phần sai ở đâu cô chữa cho rồi nhá. Thì mình đọc cho cô, xong rồi quay lại cho cô cái phần đọc đấy để cô nghe cái phát âm của bạn xem là đúng chưa. Lần sau cô sửa tiếp. Và bài tập về nhà ở bên này chính là Lesson 3, trang số 22, đúng không? Làm cho cô hết bài 1 và bài 2 để lần sau cô chữa nhá. Ok, everyone. Các bạn có muốn chơi game gì không? Thôi không ạ.
À không, chơi game, chơi game từ vựng ấy, để mình rèn luyện xem là mình có nhớ, có biết từ mới không. Thì cô gửi lên Zalo với cả gửi lên chat luôn đi cô. Không, cái này là trong Easy Class, Easy Class đấy các bạn. Cô định cho các Easy bạn Easy Class con có đầy ạ. Bạn con đấy. Cái hết. Đấy các bạn có thể lên đấy lên chơi game nhá. Cô xóa mất cái link game rồi. Để cô. Cô không cần phải gửi đâu cô ạ. Ừ, cô đâu có gửi đâu, cô định là mở lên xong rồi thì mình vào làm cùng nhau thôi. Tại vì cô nghĩ rằng là nếu mà cô không kiểm tra thì có thể là một số bạn sẽ không làm. Thế nên là cô định cho nếu mà thừa thời gian ấy. Nhưng mà bây giờ nghe phải các bạn chán rồi, các bạn hơi chán với bài học rồi. Ơ cô ơi, con đâu chán, con học chứ. Ước gì có nhiều bạn Hải Nam nhỉ, bạn Hải Nam rất là thích học. Cô rất là ngưỡng mộ tinh thần học tập của bạn Hải Nam, học đến mấy cũng không chán. Nhưng mà các bạn nhớ nhá, mình học nhiều ấy, nhưng mà mình phải nhớ được. Chứ không phải là mình cứ học nhiều thật nhiều nhưng mà mình chẳng nhớ được bao nhiêu. Mình chỉ học một kiến thức vừa đủ, xong rồi mình ôn lại kiến thức đó, thực hành hàng ngày. Thì lần sau hỏi lại nhớ, chứ bây giờ học mới được xong bài đại pháp, mình đòi xong bài khác luôn. Làm sao mà mình có thời gian ôn tập bài kia được, đúng không? Thế thì mình vừa phải kết hợp đọc trong sách này, luyện phát âm này, làm bài tập đầy đủ này để cô kiểm tra rồi đi đọc cho cô, quay video cho cô để cô biết, đúng không? Rồi sau mình học tiếp bài mới. Thế nên là mình cần có thời gian để ôn lại bài hôm nay. Được rồi, hôm nay cô dạy hơi quá giờ đấy. Mình thường cô dạy đến 9 giờ ấy. Hôm qua cô dạy đâu quá mấy cô? Không, thực ra ấy, đúng là cô sẽ kết thúc lớp học vào lúc 9 giờ. Nhưng mà hôm nay cô đã ở lại thêm khoảng 11 phút rồi. À, các bạn cũng bắt đầu chán rồi. Cô ơi, bây giờ chưa xong đây. Hết chưa? Các bạn chán rồi. Rồi, bây giờ các bạn cứ... Ôi, hai cô cho các ba bạn ao ra cho con học tiếp. Đấy, các bạn thấy chưa? Quốc bài thi rồi. Cho học chưa? Rồi, cô sẽ gửi lại bài tập và các từ vựng lên nhóm vâng. Xem nhá. Vâng ạ. Có thắc mắc gì thì hỏi cô bây giờ nhá, không có thì thôi nhá, chào cả lớp nhá. Hẹn gặp lại các bạn. Vâng ạ, goodbye teacher. Goodbye teacher. See you next week. Goodbye everyone. Goodbye teacher. Cô ơi, let's check là cái gì cô? Hả? Let's check là cái gì cô? Let's check á? Let's check. Cô vừa bảo let's check à? Cô vừa bảo xong. Goodbye gì cô? À, goodbye everyone. See you next week. Lại gửi chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới. Next week. Week là tuần đúng không? Next là week là tới. See you next week. See you. Bye bye. Goodbye everyone. Goodbye. Goodbye teacher. Okay. Goodbye Phương Mai. Goodbye Hải Nam.